Như Lai thường nói chân như là không, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng là không. Như Lai thường nói bốn niệm trụ là không, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng là không. Như Lai thường nói thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo cũng là không. Như Lai thường nói bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng là không. Như Lai thường nói tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng là không. Như Lai thường nói pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng là không. Như Lai thường nói bậc cực hỷ là không, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng là không. Như Lai thường nói năm loại mắt là không, sáu phép thần thông cũng là không. Như Lai thường nói pháp môn Tam Ma địa là không, pháp môn Đà La ni cũng là không. Như Lai thường nói mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, mười tám pháp Phật bất cộng cũng là không. Như Lai thường nói pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả cũng là không. Như Lai thường nói trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng là không. Như Lai thường nói quả dự lưu là không, quả nhất Lai bất hoàn A-la-hán cũng là không. Như Lai thường nói quả vị độc giác là không, Như Lai thường nói tất cả hạnh Bồ Tát là không, Như Lai thường nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, Như Lai thường nói bậc phàm phu là không, bậc thanh văn, độc giác, Bồ Tát Như Lai cũng là không. Như Lai thường nói pháp hữu sắc, pháp vô sắc là không, pháp hữu kiến, pháp vô kiến pháp hữu đối pháp vô đối pháp hữu lậu pháp vô lậu pháp hữu vi pháp vô vi cũng là không như lai thường nói pháp quá khứ vị lai hiện tại là không pháp thiện bất thiện vô ký hệ pháp dục giới sắc giới vô sắc giới pháp học vô học phi học phi vô học pháp kiến sở đoạn tu sở đoạn phi sở đoạn cũng là không